nhánh về luôn, hai mấy nhánh luôn. Chặt nhánh coi để cho nó để lót cái lót dưới đất để nhận chùm vải luôn hả? Rồi không? Cạo. Rồi hai nhánh này hai nhánh dưới thôi, lên trên cho cao. Rồi đó. Rồi chân nhánh đó đó. Không, dưới rồi, dưới này, dưới này, dưới này. Dưới tay em về dưới chân được rồi đó. Đó đó. Chặt cái chân rồi xuống được rồi. Đó đó, nhắm nó luôn. Rồi xong. Rồi xuống. Có chừng kiến nó cắn ngay hạ bộ nha. Chết mẹ quên rồi biết sao leo xuống rồi. Ở trên này luôn. Anh ngồi cho nó hát bài nghe coi. Nằm xuống. Rồi nó hát bài nghe coi. Ủa. Rồi vô vô cái thành quả đây. Rồi. Vô đi. Bây giờ giá để nó đổ luôn. Nó không xài thì cứ gom gom. Giờ đi mua hàng hả anh Trọng? Ngày bán lợi 1 triệu ta ơi. Phút chốc chắc lên tỷ phú quá. Chiếc xe màu đỏ không biết là mang lại may mắn cho ông Trọng không nào. Có khi là diện không ta. Hú hà. Trọng súng hôm nay ghé chợ đầu mối để mua vải rồi bán cả nhà ơi. Đây là chợ đầu mối Thủ Đức nè quý vị. Hôm nay đi chợ trễ nên là ít trái cây quý vị ơi. Trọng súng xin chào tất cả quý vị. Chôm chôm. Hôm nay mua chôm chôm dưới vải bán hả Trọng? Dạ. Này cũng ngon quá ha. Con mua đi. Anh Bình Định mua giùm em ký em Bình Định. Nè. Ngon ha. Bán cóc cũng được nè. Cóc hả? Người ta cốc đi nè. Chợ rồi mới 3-4 giờ sáng, ông đi chợ rồi mới 7-8 giờ sáng làm gì còn hàng mà mua. Hồi nãy đi công chuyện rồi mới chạy về đó. Ngon. Đi công chuyện hay ngủ cha? Có đâu đi công chuyện mà. Này chín rồi nè. Ngon ha. Ngon á. Mình định mua ít. Không mua thôi, đừng có đụng vô. Ôi, bụng luôn. Nhiêu ký vậy? 11 luôn. 11 ngàn hả? Mình bán được nhiêu tiền, bán được 15 ngàn không? 20 ngàn. 20 hả? Mua 11 ngàn bán 20 được không ta? Ủa tụi nó đi đâu vậy? Đó là anh Phúc tiếp tục dẫn Trọng súng đi mua trái cây. Người ta mua trái cây chỗ đầm mối rồi sáng sớm nè. Giờ anh Phúc đi đâu con tiêu rồi? Trọng mới đi sao? Mua. Tránh ra người ta đi kia Trọng ơi. Nè nè. Dạ. Nãy nó đi sau em mà. Chứ phải. Cũng được. Sợ bán 20 ngàn có bán tháng này bán 15 ngàn à. Ui. À. Chôm chôm này nè. Chôm chôm à. Bán 15 ngàn mà mua 11 ngàn à. Xe cũng bây giờ nó đang yếu mà sợ lấy nhiều hơi gót. Sợ nó nằm đường. Xe chở phụ. Xe nếu mà có người chở phụ thì ok. À chiều tôi có cô này bán. Chị chở được không? Chị chở. Cái chiều đây cho cô đi bán. Chị, anh Bình Định với hồi chở em tiếp thùng ha Bình Định. 100 ngàn một chuyến. Được không? Được không? Được. Được hả? Lấy gì trước? Bo thêm 50 mấy trăm rưỡi. Có lấy chôm chôm không? Dạ. Có lấy chôm chôm không? À chôm chôm nó bây giờ 11 ngàn ký. Mình để mình lấy biết sao cái vải nó dễ bán hơn. Chôm chôm á là nó chậm lắm.
Ừ, ai biết thôi, nếu mà muốn thích chôm chôm mình lấy chôm chôm thêm. Thì giải giải đi, nó giải nó dễ bán hơn, dễ tiền hơn. Ừ. Giải cũng bán 35 ngàn ký với bộ 30 35. Vậy đi. Rồi rồi rồi, để đi lấy xe. Đi qua bạn đây xe. Đi xe đậu bên này. Ở chợ Rà Mái trái cây rất là tươi mà ngon luôn quý vị, đây là bơ 034 nè, kia là cốc nè. Cốc nhìn những cái rất là to luôn như thế này nè. Cốc có tác dụng là ăn giải cảm nha quý vị ơi. Hôm nay trọng súng chốt sổ bán vải quý vị ơi. Đổ ra làm gì? Sao để lên luôn? Để đổ đổ xem cũng nào thôi, dựng tấm đứng đây mượn lấy băng keo băng lại. Dựng tấm đứng đây. Bây giờ chở được con thùng sao? Ai lấy con thùng chắc được. Biết sao tao chắc cho ông thôi. Vậy hả? Rồi rồi. Bây giờ ta những chiếc vải tươi xanh luôn nè quý vị. Thùng này đâu, tháo vải gì đâu. Đấy chưa 5 thùng quá. Một thùng là bao nhiêu ký? Mình trả hết không anh em mình. Lại kiểm tra hàng kia lựa chứ. Ta vô hộp hết rồi. Đẹp nè. Ủa một thùng này là bao nhiêu ký ta? 18 ký hả? Lên mạng hay gì vậy? Lên TV luôn. TV luôn không? Hàng cái này coi bán rẻ quá không? Bán rẻ luôn. Anh bán ở đây lâu chưa anh? Anh bán đây chắc cỡ mười mấy năm. Anh bán trái cá theo mùa hả? Theo mùa. Vải ngon quá hả? Ờ, vải này ngon, bự bự không à? Anh thấy thì bán khác. Yeah. Anh nhớ nhớ mặt ảnh cái gì lần sau anh mua giúp đỡ anh đến trọng. Giúp đỡ anh tại hoàn cảnh nó anh khó khăn. Ờ, chứ hả? Dạ. À, đây. Ủa, anh không biết nè anh? Không. Trời ơi. Nhân vật chính. Nhân vật chính á. Tụi em đang làm cái live là show này giúp tạo điều kiện cho điều kiện cho ông bán. À. Thành ra là đi chỉ ông á, chút anh biết chỗ á. Anh đây mới biệt thử anh. Nhận gạch đá nhiều quá sao biệt thử. Rồi sao anh chắc kiểu này? Được mấy thùng ra thường thường. Mấy thùng ra anh biết ra chắc chắn. Để sao chắc được. 8 thùng lận á. Mấy thùng? Mình xe này nó cũng chắc ký mà. Chầm anh lấy bao nhiêu thùng? Lấy mấy gỗ. Có 5 gỗ à. 5 gỗ lấy 5 gỗ thôi. Anh chở được mấy gỗ? Cái đó chở chứ. Chở gì hết? Xe đó chở rồi nằm đường. Chở 2 chuyến á. Xe này nó bể ấy đó. Mình trước đi dần xe một gỗ đi. Nhông xanh dĩa nó yếu nó chở nhiều không nổi đâu. 5 gỗ. Như la lú á. Cái này là về làm hàng luôn nha. Chứ không phải gì đâu, không phải gì trái cây hôm qua mà mấy cái táo đâu. Cái vải nó nhanh bị bầm đó. Thôi vậy là nó sẽ đẹp. Ừ. Mình cột lại anh. Đó, mình để, mua để. Cái nước chai nước xịt cho nó tươi ra. Xịt nó bầm thêm. Nó livestream chứ sao trời. Thằng VIP luôn á. Đó thì hôm đó thấy chưa thấy có khách tiếp luôn kìa. Để chờ anh. Tôi đừng có quay mặt mình nha. Nè. Cái này dập. Vải chợ Rà Mái giá dày còn đến người tiêu dùng là giá cao. Hà Nam nó lạnh mà. Chị để đá vô gì đâu? Để đá vô. Đá vô anh thì bán thật cả. Cái cây mình mà lấy đá. Có chỗ bán tới 30 cây. Sao đá dần lên. Trời ơi, 25 ngày 30 được à. Lâu lâu có kèo chứ không phải có hoài đâu. Lâu lâu mới có một lần, cả tháng mới có đường lần chứ không phải có hoài. Mấy ông bà mày bán dùm không hả? Trời ơi, quen lắm luôn. Cả tháng quen lắm. Trần Súng có tự tin là bán hết 100 cái vải ngày hôm nay. Nè, không biết, không biết tại thế này. Bán buồn sao không biết được, có tự tin lên. Tại trời cũng mưa nè. Đâu, mùng qua đã bán
thấy 100 kg mà nghĩ là hôm nay thì bơi luôn anh xui vậy chưa biết đâu. Là đấy tới chiều mới biết cỡ là đi sau hai buổi đi chỗ đầu mối mua với anh Phúc thì ngày thứ ba thì Trọng xuống có thể tự đi một mình được không? Được, cũng hơn. Nhưng mà biết chạy giá không? Biết chạy giá thì mua sát sát giá thì nói mấy chú mới thích, mấy chú cũng bớt mà. Biết chạy giá, biết chứ. Lấy hàng đẹp nha. Dạ. Nói mình nói cái hoàn cảnh mà đi đó. Con cũng muốn kiếm lời. Nói hoàn cảnh sao? Chú ơi, như con hoàn cảnh cũng khó khăn vậy đó. Nhà tại sao khó khăn? Con. Nhà có mấy đứa nhỏ đó rồi mấy chú cũng bớt nhà con chụp đỉnh nào. Khóc rồi vô thì không? Rớt cái mắt rồi vô khóc. Nói là con đi kiếm tiền để nuôi vợ và bốn đứa con nữa. Dạ. Chiếc xe đó yếu lắm anh ơi. Em lấy này nè. Nhiều là coi chừng em lội bộ. Em biết trước tại vì sao không? Nó đang bị tuột lá bố với bị nhông xanh dễ hư rồi. Đó đó xe nó chịu nổi chứ em chở nặng bình thường. Má ơi, mấy thùng xài túi đặc biệt để đó không má? Mua làm giải khô à. Ủa anh Trọng sao buôn bán gì đâu, người ta mua ông mà ông không cảm ơn người ta. Khán giả bình luận nói vậy đó. Có mình phải ngọt ngào, mình phải dụ khách chứ. Cảm nói cảm mà. Ơn nhận tiền xong rồi cảm ơn cô, cảm ơn chị, cảm ơn anh chứ. Đúng không? Dạ. Có hôm qua cũng có gửi lại cảm ơn các anh chị mua mà. Hôm qua là đa số là anh không chạy ra là bán quá trời và yeah. Các youtuber phụ anh hôm nay anh phải gọi là tự giác yeah. Chạy ra để xôn xáo hơn để bán nha chứ yeah, yeah. Còn một chỗ nha anh đây vải nè quý vị ơi bán trên này mới nói chung là mới khởi nghiệp đó hai ngày đó tụi em đang cố gắng là làm sao chảnh quen nè rồi thích nghi rồi biết đi mua bán cái nào cho ông quen ông bán không nuôi con. Nói cho khán giả, nói cho quý vị khán giả biết luôn, ngày hôm qua là Trọng Súng bán lời 1 triệu đó nha cả nhà. Nhiều người khán giả nói là Trọng Súng làm lòe thôi chứ có bán buôn gì. Bán được 100 kg lời 1 triệu đúng không Trọng? Dạ đúng rồi. Có nhiều khi có cô. Có ai làm như nó đâu, ngày lời 1 triệu. Mấy cô cho thêm mấy trăm nữa cũng như là triệu mấy luôn rồi. Cũng như cũng qua chương trình này cảm ơn các cô chú đã ủng hộ con trong ngày hôm qua. Dạ. Dạ. Cũng gọi lại cảm ơn. Không, cảm ơn Xuân được, cảm ơn bằng cách là phải sống tốt hơn. Dạ. Yeah. Lười biếng nữa, chăm chỉ làm ăn. Dạ. Yeah. Lo cho vợ con. Dạ. Yeah. Không, không có lười biếng mà Trọng Súng lười nhát. Nếu mà cảm ơn Xuân như vậy được. Hy vọng là Trọng Súng bán trái cây được lâu dài chứ không phải ngày 1, ngày 2 quý vị ơi. Cũng hy vọng là thì mọi người thương mình ủng hộ lâu dài. Em chắc ở đó mấy thùng vậy? 3 thùng hả? 5 thùng luôn hả? Chở nổi không? Em biết là chở cái xe em chở. Xe này nó yếu quá nha. Xe này không khép. Giờ còn 2 chỗ này sao? Gì? Còn 2 sao? 2 chục đi em chở gì? Anh chở gì đi? Sư thầy đi trai tăng kìa. Anh đi trước đi, đi đi về đi. Còn đi về không đứng đó. Rồi, tổng súng xong rồi đi về đấy cả nhà. Sau khi đi chợ đầu mối mua xong thì Trọng Súng với mấy anh em YouTuber chở phụ về nha cả nhà. Huy ơi đi nhanh lên xíu đi. Huy đi nhanh lên xíu đi. Nhanh lên. Nhanh lên xíu tôi quay Trọng coi. Trọng Súng quen chưa? Trọng Súng dạ. Quen đi vợ chưa? À, con chơi nè, không ra đường. Hôm qua lại làm cái máy luôn. Qua máy nó hết. Về tới nhà rồi quý vị ơi. Hạnh phúc nè quý vị. Về tới nhà rồi quý vị ơi. Rồi kêu người vợ yêu quý của Trọng
Em ơi, đồ ra chuẩn bị để cho bãi nó nhanh hư lắm á. Em ơi, buộc từng ký và 2 ký 2 ký vậy đó. Đâu trời, 1 ký hả? 1 ký thôi. Lý ơi, mua cho thun á, mua cho thun cột từng chùm á. Ê, để em nó đây, để em đi. Khoan nó dính nữa nè. Cái gì mà nó gối nùi giống. Anh Trọng đi mua cho thun. Là bây giờ anh Phúc bó những bó từng ký làm mẫu cho Trọng Súng làm. Giờ Trọng Súng không biết đang làm gì mà không thấy ra. Mắt nằm mắt phụ. Chắc đang chăm con. Nếu như mình bán lâu năm ấy, mình cầm lên mình biết 1 ký 2 ký liền đúng không anh Phúc? Đúng rồi. Cái này thì gần 1 ký rồi nè. Anh Phúc có bao giờ chuyên bán cái cây vải? Kinh nghiệm bây giờ chị em thấy cái việc mà anh đi lượm cùng với anh Trọng thì anh rất là chuyên nghiệp à? Không, tại vì bà xã anh mua bán hàng nông sản này mà. Dạ. Bạn hàng kế bên thì không. Ý là anh có chút kinh nghiệm thôi đúng không? Chứ anh chưa bán bây giờ đúng không? Bà xã anh bán thôi chứ anh không bán này đâu. Anh biết gì mấy này đâu, anh chỉ biết làm gì xây dựng thôi. Lẽ ra em phải nói gì nè, ủng hộ tinh thần của anh Phúc á. Thôi đặt thay gì đặt hàng, anh Phúc có xưởng nhỏ nhỏ nè. Xong rồi ai có công trình gì đó liên hệ anh Phúc. Vậy đó, để anh Phúc tiếp tục có cái công việc. Hồi giờ không có làm mà có vẻ như thấy cũng thành thạo quá anh Phúc. Vậy thun đâu ta? Anh quán cái da ra em được nè. Nhưng mà phải lấy cái căn đâu rồi. Căn nhất để ở nhà rồi. Kệ nó đi, cái đã bán cho thằng Phi. Vậy là hôm nay là ngày thứ 2 là anh dẫn anh Chặn đi ra chợ đầu mối. Ngày mai á, anh có dẫn không hay anh để anh? Mai anh đi không được, tại vì Trọng giờ nó cũng biết chỗ rồi. Đi 2-3 lần quen à. Đi rồi xong rồi để anh còn công việc của anh đó. Tại vì buổi sáng anh bận lắm, buổi sáng anh phải sắp xếp việc cho anh em nữa. Anh phụ hai hôm rồi, giờ đã biết chỗ rồi. Sau đó là đi lấy. Anh nghĩ là ngày mai cho anh Trọng có thử đi một bữa thử coi. Rồi mà anh Phúc theo dõi. Anh Phúc theo dõi coi thử là tình hình như thế nào, ổn không thì mình tính tiếp. Chứ cũng không biết nói trước được điều gì. Vậy thôi.